Thêm 3.898 người mắc COVID-19. Sáng ngày 24 tháng 7, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 3.898 ca COVID-19 mới ghi nhận trong nước. Trong 3.911 ca mắc mới, có 3.987 ca ghi nhận trong nước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh 2.070 ca, Long An 604 ca, Bình Dương 523 ca, Tiền Giang 220 ca, Tây Ninh 132 ca, Đồng Nai 122 ca, Khánh Hòa 104 ca, Bến Tre 52 ca, Đà Nẵng 36 ca, Đồng Tháp 29 ca, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Phú Yên lần lượt là 25, 18, 14 và 12 ca. Bà Rịa Vũng Tàu, Hậu Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Đắk Lắk lần lượt có 8, 6, 5, 4, 3 ca và 4 ca nhập cảnh. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam chữa khỏi cho 15.536 ca bệnh. Tính đến sáng ngày 24 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 86.957 ca mắc, trong đó có 84.812 ca trong nước và 2.115 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch thứ tư kể từ 27 tháng 4 đến nay là 83.242 ca, trong đó 12.762 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước có 8 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh và Bắc Cạn. Trong ngày 23 tháng 7, Việt Nam thêm 67.173 người được tiêm chủng vaccine COVID-19. Tính tới 16 giờ cùng ngày, nước ta đã tiêm 4.478.757 liều vaccine COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 353.601 người. Đồng Nai thêm 3 bệnh nhân tử vong do COVID-19. Tối ngày 23 tháng 7, ông Phan Huy Anh Vũ, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân HTU, 47 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Bệnh nhân có bệnh nền là đái tháo đường type 2, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất ngày 17 tháng 7 trong tình trạng suy hô hấp. Bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy xâm nhập nhưng tình trạng suy hô hấp không cải thiện. Đến ngày 23 tháng 7, tử vong với chẩn đoán viêm phổi mức độ nguy kịch, biến chứng ARDS do COVID-19, choáng nhiễm trùng và đái tháo đường type 2. Trường hợp thứ hai là bà DTMD, 48 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất. Bệnh nhân tử vong trưa 23 tháng 7 tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai với chẩn đoán viêm phổi nặng, biến chứng ARDS, suy đa cơ quan. Trường hợp thứ ba là bệnh nhân 52 tuổi, quốc tịch Đài Loan, được Bệnh viện Đại học Y Dược Sinh Bắc chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai điều trị ngày 22 tháng 7 và tử vong chiều 23 tháng 7. Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, ngoài 3 bệnh nhân tử vong, trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận 18 bệnh nhân đang diễn biến nặng, phải thở máy. Áp thấp nhiệt đới cách Nam Định và Ninh Bình 120 km, Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn. Sáng ngày 24 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Nam Định, Ninh Bình khoảng 120 km với sức gió giật cấp 8, gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và mưa to trên đất liền. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Nam Định và Ninh Bình khoảng 120 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng nam đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Đến 4 giờ ngày 25 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 100 km về phía tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ vị tuyến 18 đến 20,5 độ vĩ Bắc,
phía tây kinh tuyến 109 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Ngoài ra, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang, mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong sáng nay 24 tháng 7, Hòa Bình, Thanh Hóa cục bộ mưa to. Từ nay đến ngày mai 25 tháng 7, ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục mưa to đến rất to với tổng lượng mưa là 100-200mm, có nơi trên 200mm. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế mưa vừa mưa to từ 50-100mm, có nơi trên 100mm. Ngoài ra, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh nên ngày hôm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm, mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. WHO kêu gọi thế giới cùng tìm nguồn gốc COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng tất cả các nước đều có trách nhiệm hợp tác để truy tìm nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Hôm 23 tháng 7, phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cho rằng mọi quốc gia đều có trách nhiệm hợp tác cùng WHO để truy tìm và làm rõ nguồn gốc dẫn đến đại dịch COVID-19. Đây không phải là vấn đề về chính trị, cũng không phải mục đích để đổ lỗi. Về cơ bản, nghiên cứu này hướng tới việc tìm hiểu cách thức mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể người. Các quốc gia thực sự có trách nhiệm làm việc cùng nhau và hợp tác với WHO, đại diện của tổ chức này cho biết. WHO đề xuất giai đoạn 2 của cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 tại Trung Quốc. Theo kế hoạch, các chuyên gia của WHO sẽ kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở nghiên cứu tại khu vực mà những ca mắc COVID-19 đầu tiên được ghi nhận vào tháng 12 năm 2019. Trước đó, Tổng Giám đốc WHO đề nghị Trung Quốc cung cấp dữ liệu thô nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Ông cho rằng các cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc đang bị cản trở do thiếu dữ liệu thô những ngày đầu dịch bệnh lây lan ở Vũ Hán và hối thúc Trung Quốc cần phải làm nhiều hơn nữa. Trung Quốc gọi những tiêu chí của WHO đối với giai đoạn 2 điều tra nguồn gốc COVID-19 là sự xúc phạm và nước này sẽ không thực hiện. Trong một số khía cạnh, kế hoạch điều tra tiếp theo của WHO không tôn trọng ý thức chung và chống lại khoa học. Chúng tôi không thể chấp nhận một kế hoạch như vậy. Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Tăng Ích Tân cho hay. Phản ứng trước động thái của Trung Quốc hôm 22 tháng 7, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki bày tỏ sự thất vọng về việc Trung Quốc từ chối mở cuộc điều tra về khả năng virus thoát ra từ một vòng thí nghiệm, cho rằng việc Bắc Kinh từ chối điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc của COVID-19 là vô trách nhiệm và nguy hiểm. Bà đồng thời cho biết Mỹ sẽ cùng với các nước khác trên thế giới tiếp tục kêu gọi Trung Quốc cung cấp dữ liệu và các mẫu bệnh phẩm cần thiết để nghiên cứu, ngăn chặn đại dịch trong tương lai. Bắt giữ chủ quán cho khách hát chui còn chống người thi hành công vụ ở Hà Nội. Công an quận Đống Đa đã khởi tố nữ chủ quán hát cho khách tụ tập ngay trong mùa dịch COVID-19, ngoài ra còn chống người thi hành công vụ. Một lãnh đạo công an quận Đống Đa Hà Nội xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thu Hà, sinh năm 1977, trú tại 82 Phạm Ngọc Thạch, Trung tự Đống Đa về tội chống người thi hành công vụ. Theo điều tra, từ năm 2015, Hà có thuê nhà tại 82 Phạm Ngọc Thạch để mở cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Linh Dương. Do để xảy ra nhiều tồn tại và sai phạm, năm 2017, cơ sở của Hà đã bị Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh và Công an quận Đống Đa thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Mặc dù cơ sở kinh doanh của Hà đã nhiều lần bị xử phạt, thậm chí có nhân viên của quán bị bắt về tội môi giới mại dâm. Tuy nhiên, Hà vẫn tổ chức cho cơ sở hoạt động chui, thách thức các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân phường và Công an phường Trung Tự đã tuyên truyền và ký cam kết không kinh doanh, nhưng Hà vẫn đón khách đến hát và chỉ đạo nhân viên không được mở cửa khi có cơ quan chức năng đến kiểm tra.
Khoảng 20h30 ngày 9 tháng 7, Công an quận Đống Đa phối hợp với lực lượng chức năng phường Trung Tự tiến hành kiểm tra quán karaoke Linh Dương. Kết quả, quán vẫn cho khách đến quán karaoke, vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Lúc này, Hà chỉ đạo nhân viên đóng cửa và cho khách trốn lên tầng 7. Khi lực lượng chức năng yêu cầu mở cửa, Hà và nhân viên không chấp hành, cố thủ ở bên trong. Hơn 2 tiếng sau, Công an quận Đống Đa đã được vào bên trong để kiểm tra, phát hiện tại tầng 1 có 8 khách, trên tầng thượng có 24 khách. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Đống Đa đã làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của Đỗ Thu Hà. Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định. Thực hiện chỉ thị 16 cần lưu ý những gì? Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng ban hành chỉ thị 16 về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng đề nghị cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, chỉ thị 16 yêu cầu người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Trong chỉ thị 16, nội dung quan trọng nhất là gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Ngoài ra, các phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng và diệt khuẩn theo quy định. Đồng thời, chỉ thị 16 cũng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại các nhà máy và cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Đối với tiếp xúc, chỉ thị 16 yêu cầu thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa và dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động. Quy định tại các cơ quan đơn vị. Các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống tại dịch công sở. Hoạt động vận tải theo chỉ thị 16. Trong chỉ thị 16 yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu vực khác. Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết sẽ đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Grab và Now thông báo dừng chở khách, giao đồ ăn tại Hà Nội. Một số hãng xe ôm và shipper công nghệ thông báo dừng chở khách, giao đồ ăn tại Hà Nội nhưng vẫn tiếp tục dịch vụ vận chuyển các mặt hàng thiết yếu. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành chỉ thị 17 CTUBND thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố trong vòng 15 ngày, kể từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2021, một số hãng xe ôm và shipper công nghệ đã có thông báo chính thức về hoạt động của mình tại Hà Nội. Grab cho biết sẽ tạm dừng cung cấp các dịch vụ vận chuyển hành khách hai bánh như GrabBuy, GrabBuy Economy, dịch vụ vận chuyển hành khách 4 bánh, bao gồm GrabCar, GrabCar Economy, GrabCar Plus, GrabCar Doanh nghiệp, GrabTaxi và dịch vụ giao đồ ăn GrabFood trên địa bàn thành phố Hà Nội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2021. Các dịch vụ như Grab Express và GrabMart vẫn hoạt động bình thường. Riêng dịch vụ Grab Express chỉ vận chuyển các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc men, trang thiết bị y tế. Việc tạm ngừng cung cấp một số dịch vụ nêu trên có thể sẽ tạo ra một số bất tiện nhất định cho hành khách, thế nhưng vì an toàn và sức khỏe của cộng đồng, Grab tin rằng quyết định này sẽ góp phần vào nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 đang được Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết liệt triển khai. Rất mong hành khách thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cơ quan chính quyền, giữ an toàn, hạn chế ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết và thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch COVID-19 từ các kênh truyền thông chính thống cũng như các thông tin hướng dẫn từ Grab. Grab thông báo. Trong khi đó, Now cũng thông báo tạm ngưng dịch vụ Now Food tại thành phố Hà Nội cho đến khi có thông báo từ cơ quan nhà nước. Now Fresh và Now Ship vẫn được hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ. Riêng dịch vụ Now Ship chỉ vận chuyển các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc men và trang thiết bị y tế. Now cho biết tài xế cam kết đảm bảo tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch. Trong quá trình giao hàng, cụ thể như sau, tài xế được yêu cầu sử dụng khẩu trang trong suốt quá trình làm việc,
Tài xế luôn đảm bảo giữ vệ sinh cá nhân như rửa tay, sát khuẩn trước và sau mỗi lần giao hàng, vệ sinh túi giao hàng thường xuyên. Áp dụng chính sách giao hàng không tiếp xúc và giữ khoảng cách 2 mét khi giao hàng. Tài xế có quyền từ chối phục vụ khi khách hàng chưa thực hiện đúng quy định phòng chống dịch theo quy định. Bimin cũng thông báo tạm dừng dịch vụ giao đồ ăn tại Hà Nội từ 0 giờ ngày 24 tháng 7 để cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19. Loship cũng cho biết tạm ngưng dịch vụ giao đồ ăn trong 15 ngày tại Hà Nội từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Các dịch vụ thiết yếu khác như đi chợ dùng Lomat, giao hàng hóa Loshen, giao thuốc Lomet vẫn được hoạt động bình thường dưới sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn cao nhất cho khách hàng.